Sáng 11 tháng 4 tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và tỉnh Điện Biên tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề Chiến thắng Điện Biên Phủ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Phát biểu khai mạc, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam nêu rõ: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, đưa Việt Nam bước sang thời kỳ mới, miền Bắc quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội và thực hiện cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đây cũng là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tri ân tưởng nhớ tới đồng bào, đồng chí, tới cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang đã anh dũng chiến đấu, phục vụ chiến đấu, hy sinh quên mình vì sự nghiệp giải phóng của dân tộc. Là dịp để chúng ta cảm ơn sự giúp đỡ to lớn, chí tình, chí nghĩa của bạn bè quốc tế, của các nước xã hội chủ nghĩa, đồng thời tiếp tục hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy khát vọng hòa bình, phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại, giáo dục thế hệ trẻ, giáo dục thế hệ hôm nay và mai sau. Phát biểu đề dẫn hội thảo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ, chiến thắng Điện Biên Phủ là ngọn cờ tiên phong cổ vũ các dân tộc thuộc địa trên thế giới đấu tranh giành độc lập tự do. Đó là thắng lợi của sức mạnh toàn dân đánh giặc dưới sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Ban tổ chức đã nhận được hơn 100 bài tham luận của các nhà khoa học, tướng lĩnh, sĩ quan, nhân chứng, nhất trí đánh giá dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân ta đã vượt qua gian khổ, hy sinh, kiên trì thực hiện đường lối kháng chiến kiến quốc, tiến hành kháng chiến toàn dân, toàn diện, phát triển chiến tranh du kích, làm thất bại các kế hoạch chiến lược chiến tranh của địch, giành và phát huy quyền chủ động chiến lược, buộc quân viễn chinh Pháp phải đánh theo cách đánh của ta. Tinh thần quyết chiến quyết thắng của Điện Biên Phủ thể hiện không phải chỉ trong những trận đánh, kể cả những ngày không chiến đấu, tức là đào hào tiến về phía địch. Đó là một cách đánh đặc biệt ở Điện Biên Phủ mới có. Gặp lại tất cả, thế nhưng mà bạn của bác thì còn rất ít. Đấy, rất ít những người mà hôm nay có mặt. À, thì còn những cái lớp đàn em, và cũng cảm thấy là mình còn sống đến bây giờ, mà còn sức khỏe, mà còn đến dự được cái buổi hôm nay, cảm thấy rất vinh dự và rất là phấn khởi. Bàn về tình đoàn kết quốc tế góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chỉ rõ, trong kháng chiến chống thực dân Pháp, chúng ta đã nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân và quân đội các nước xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là Liên Xô và Trung Quốc. Sự giúp đỡ đó góp phần quan trọng bảo đảm về vũ khí, trang bị, kỹ thuật để quân và dân ta có thêm khả năng đánh bại thực dân Pháp và can thiệp Mỹ. Đúc kết sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Tiến sĩ Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn chứng, hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, nhân dân ta dồn sức người, sức của chi viện cho mặt trận Điện Biên Phủ. Cả nước hướng về Điện Biên Phủ, cả dân tộc anh dũng chiến đấu với tinh thần thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ, tạo nên sức mạnh tổng hợp đập tan tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Qua đây thì cho thế hệ trẻ chúng tôi mới cảm nghĩ, cảm nhận được những sự mất mát, những sự hy sinh để giành được độc lập tự do của Tổ quốc. Và từ đó thế hệ trẻ sẽ tiếp tục phấn đấu bằng mọi giá để giữ cái mảnh đất của Tổ quốc. Thảo luận tại hội thảo, các nhà khoa học thống nhất nhận định, quân đội ta đã phát huy tinh thần chiến đấu anh dũng, ý chí tiến công, tư tưởng đánh chắc, tiến chắc, thực hiện nguyên tắc vây, lấn, tấn, triệt, diệt, bằng trận địa chiến hào, chia cắt các cứ điểm, không cho địch có cơ hội hỗ trợ, chi viện cho nhau. Khi thời cơ thuận lợi xuất hiện, lập tức tổ chức tiến công, đột phá lần lượt, đẩy quân địch vào thế bị động phòng ngự. Phát biểu bế mạc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá, hội thảo đã phản ánh, phân tích và đánh giá sâu sắc nhiều nội dung quan trọng như kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược, sự phát triển của nghệ thuật quân sự Việt Nam trong chiến tranh cách mạng. Qua đó, đúc rút một số bài học có giá trị lý luận và thực tiễn, gợi mở những vấn đề mới có thể vận dụng, phát huy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thông qua hội thảo lần này, chúng ta tiếp tục khẳng định và làm sâu sắc hơn tầm vóc, ý nghĩa lịch sử, rút ra những bài học có giá trị, vận dụng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.